Trong HLA thì có chia thành 3 lớp, lớp 1, lớp 2 và lớp 3. Từ lớp phân nhỏ hơn, lớp 1 thì có 3 nhóm là A, B, C. Lớp 2 thì có những nhóm nhỏ hơn là D, R, DQ và DB. Từ nhóm thì phân bổ nhỏ hơn nữa thì thành dưới nhóm và phân bổ nhỏ hơn nữa thì thành gen. Thì giờ em đi đi vô MHC lớp 1. Thì MHC lớp 1 thì có mặt ở trên hầu hết các tế bào có nhân và tiểu cầu. Em nhấn mạnh tiểu cầu là tại vì bản chất tiểu cầu thì nó không có nhân, nhưng mà nó lại có một cái lớp MHC lớp 1. Thì các phân tử MHC lớp 1 thì có cấu trúc là bao gồm có một chuỗi nhận alpha gắn với lại một cái phân tử beta 2 microglobulin. Thì chuỗi nhận bao gồm hai miền liên kết peptide, một miền IG và một vùng màng tế bào có đuôi tế bào chất. Thì chuỗi nhận của phân tử lớp 1 được mã hóa bởi các gen HLA, B và C. Thì tế bào lympho biểu hiện các phân tử CD8 phản ứng với MHC lớp 1. Mình nhấn mạnh là CD8 ha, tại vì lát nữa tới MHC lớp 2 thì chủ yếu của nó sẽ là CD4. Thì những lympho này thì thường có chức năng gây độc tế bào. Cần phải có khả năng nhận biết được bất kỳ tế bào nhiễm bệnh nào. Nên là tất cả các tế bào nhiễm bệnh có thể hoạt động như là tế bào biểu hiện kháng nguyên cho các tế bào CD8. Thì đây là một cái sơ đồ đơn giản về cái MHC lớp 1, thì bao gồm có chuỗi nặng alpha và một cái phân tử beta 2 microglobulin. Thì vị trí gắn peptide của nó sẽ là giữa alpha 1 và alpha 2. Còn cái hình bên tay phải là mình sẽ giải thích là làm sao mà MHC lớp 1 trình diễn kháng nguyên với lại tế bào CD8. Đầu tiên là nếu một protein lạ xâm nhập vô tế bào thì nó sẽ bị phân cắt thành các peptide nhỏ. Rồi những peptide nhỏ này liên kết với cái tab trong cái mạng lưới nội sinh chất thì nó sẽ liên kết với lại MHC lớp 1. Thì MHC lớp 1 có gắn với lại cái peptide lạ đi qua Golgi và đi lên màng tế bào. Thì lúc này khi đi ra màng tế bào thì CD8 nó sẽ nhận biết được là giờ xin lỗi. CD8 sẽ nhận biết là cái MHC lớp 1 nào gắn với lại cái peptide lạ thì nó sẽ gắn vào và hoạt hóa hệ thống miễn dịch của cơ thể. Giờ em đi qua MHC lớp 2. MHC lớp 2 thường chỉ hiện diện trên tế bào B, đại thực bào, tế bào đuôi gai và các tế bào Langerhans, biểu mô tuyến ức và tế bào T hoạt hóa. Thì hầu hết các tế bào có nhân được có thể được kích thích để biểu hiện các phân tử MHC lớp 2 bằng interferon gamma. MHC lớp 2 thì cấu trúc của nó hơi khác với lại MHC lớp 1 một chút, là nó gồm hai chuỗi alpha và beta với cấu trúc tương đương nhau. Mỗi chuỗi có một miền gắn với lại peptide, một miền giống IG và một vùng màng tế bào có đuôi tế bào chất. Thì MHC lớp 2 như là hồi nãy mình đã nói thì có các vùng HLA, DB, DQ, DR ở trên cánh ngắn của những sắc thể số 6. Thì các tế bào lympho phản ứng với lại các phân tử lớp 2 thì được thể hiện là CD4 và thường là các tế bào T hỗ trợ. Nó sẽ khác với lại MHC lớp 1 và CD8 ha. Thì đây là một cái cấu trúc, một cái sơ đồ phân tử MHC loại 2 đơn giản cho các bạn dễ hiểu ha. Thì MHC loại 2 là cấu trúc là một chuỗi alpha và một chuỗi beta, còn vị trí gắn peptide của nó là ở giữa alpha 1 và beta 1. Còn hình bên tay phải là mình sẽ nói sơ về cái cách mà MHC lớp 2 gắn kết với lại kháng nguyên gắn kết với lại cái peptide lạ và trình diễn CD4 như thế nào. Thì đầu tiên là một cái protein lạ xâm nhập vào cơ thể thì nó cũng sẽ bị cắt nhỏ thành những cái peptide, nhưng mà khác với lại cái MHC lớp 1 là nó được sẽ gắn kết ở trong mạng lưới nội sinh chất. Cái MHC lớp 2 này thì từ mạng lưới nội sinh chất sẽ đi ra Golgi, đi ra ngoài rồi nó mới gắn kết với peptide, nó mới lên trình diện ở trên bề mặt của tế bào. Thì khi trình diện ở trên bề mặt tế bào thì CD4 nhận thấy có kháng nguyên lạ trong cơ thể, lúc đó mới kích thích hoạt hóa hệ miễn dịch của cơ thể. Còn MHC lớp 3 thì em chỉ nói sơ là các vùng của MHC lớp 3 của bộ gen mã hóa một số phân tử quan trọng trong viêm. Chúng bao gồm các thành phần bổ sung C2, C4 và các yếu tố B, yếu tố hoại tử khối u, lympho-toxin và ba protein gây sốc nhiệt. Thì cái hình này là một cái hình mô tả cái cấu trúc của cái HL, MHC lớp 1, HLA, B và C, HLA, D, R, DQ và DB. Thì cái màu hồng này là
biểu thị cho cái chuỗi alpha, còn màu xanh là biểu thị cho cái chuỗi beta. Thì hầu hết MHC lớp 1 là mình thấy nó chỉ là phần lớn của nó là chuỗi nặng alpha. Còn MHC lớp 2, DR, DQ, DB thì phân nửa của nó màu hồng, phân nửa của nó màu xanh là kết hợp của chuỗi alpha và beta. Còn vùng màu vàng thì theo người ta ghi nhận nó là cái vùng amino acid đa kiểu hình. Nhưng mà có một điểm đặc biệt là ở cái HLA-DR thì hầu như ở cái chuỗi alpha của nó thì không có cái amino acid đa kiểu hình này. Thì đây là những kiểu hình của cái HLA-BC và HLA-DQ-DR và DB theo tài liệu của WHO Workshop lần thứ 10, New York năm 1987. Có gì các bạn tham khảo thêm. Vậy thì tóm tắt lại, giữa MHC lớp 1 và MHC lớp 2 thì MHC lớp 1 bao gồm có HLA, BC phân bố hầu hết trên tất cả các tế bào cá nhân và tiểu cầu. Cấu trúc thì bao gồm có chuỗi peptide lớn alpha, chuỗi nhỏ beta, quan hệ phân tử với các tế bào lympho T và B và đặc biệt là CD8. Còn MHC lớp 2 thì có là bao gồm HLA, DR, DQ và DB thì phân bố trên các tế bào mono, lympho, tế bào dendritic, đại thực bào, tê lympho hoạt hóa. Cấu trúc thì hai chuỗi alpha beta có khối lượng tương tự nhau và quan hệ phân tử với chủ yếu tế bào CD4. Vậy thì HLA có ứng dụng lâm sàng như thế nào? Thì những ứng dụng lâm sàng chính của HLA thì có 4 ứng dụng là trong di truyền, trong truyền tiểu cầu, trong ghép và trong bệnh lý. Đây là một cái hình đơn giản để giải thích cho mấy bạn là HLA nó sẽ như thế nào ở trong di truyền ha. Đây là mẹ và bố thì có hai mẹ có những hai nhánh, mỗi nhánh là có một cái kiểu hình HLA khác nhau. Bố cũng vậy thì người con sẽ nhận được 1/2 HLA của mẹ và 1/2 HLA của bố. Nên những người con sẽ có khoảng sẽ có được bốn kiểu hình. Sẽ có được bốn kiểu hình và nhận được một nửa từ bố và một nửa từ mẹ. Nên là trong việc ghép hoặc là trong việc truyền tiểu cầu thì người ta thường ưu tiên tìm những người anh chị em ruột trước, rồi xong nếu mà không phù hợp thì mới tìm ở ngoài. Thì việc trong truyền tiểu cầu thì chỉ có HLA-B. Để giảm phản ứng miễn dịch đối với HLA thì người ta chọn cho tiểu cầu là anh chị em ruột trong gia đình. Truyền tiểu cầu nếu mà mình không lựa chọn HLA có thể gây phản ứng miễn dịch muộn chống tiểu cầu, làm giảm tiểu cầu sau truyền máu 2-3 tháng sau truyền máu. Do ở bệnh nhân truyền máu nhiều lần trước đó đã hình thành kháng thể kháng nguyên HLA phản ứng lại với kháng nguyên tương ứng trên bạch cầu tiểu cầu của người cho, nên là tăng hủy tế bào máu bạch cầu tiểu cầu dẫn đến truyền máu không có hiệu quả. Còn trong ghép tủy thì nó sẽ phức tạp hơn, cần phải xác định vừa hệ nhóm máu ABO và vừa MHC lớp 1, lớp 2, HLA, BC và DR, TQ và DB. Này em nói thêm là ghép thận cần phải chú ý những cái gen sau là có nhóm máu ABO, HLA-B, HLA-DR, còn có HLA-C và DQ, ít có vai trò nên ít được chú ý lựa chọn. Thì làm phản ứng chéo giữa huyết tương và người nhận và lympho, người cho và ngược lại. Tuy nhiên cái phản ứng này thì không được khuyến cáo và có thể là nuôi cấy hỗn hợp giữa lympho người cho và lympho người nhận với lympho người cho đã bất hoạt. Còn trong bệnh lý thì một số bệnh thường thì người ta nghiên cứu là sẽ có một số bệnh thì nó sẽ có một số kiểu hình HLA tương ứng. Ví dụ như là HLA-B27 thường gặp ở bệnh viêm cột sống dính khớp. Thì ở bệnh nhân này có tới 90% người có HLA-B27, trong khi đó cộng đồng gen này thì chiếm tới 40%. Ngoài ra có những cái bệnh lý khác, ví dụ như là DW4 liên quan tới thấp khớp chiếm 40%, DQW8 bệnh đái tháo đường chiếm 32%, DR3 gặp các bệnh nhược cơ chiếm 40%, DR2 ở bệnh lưu bút van đỏ thì chiếm khoảng 30%. Thì vừa rồi em mới nói sơ lại về cái định nghĩa HLA và ứng dụng của nó trên lâm sàng. Thì sau đây với bạn Vũ Nguyễn Thiên Bích sẽ trình bày sâu vô về các kỹ thuật để xác định HLA. Mời bạn Thiên Bích. Dạ em chào cô và các bạn ạ. Dạ thì hôm qua phần trình bày của bạn Dung thì mình đã thấy được là tầm quan trọng của việc xác định HLA. Thì bây giờ em xin trình bày về các kỹ thuật để xác định được nó. Thì
Dựa người ta thường đã thống kê là có 3 kỹ thuật chính để xác định được HLA, đó là về xét nghiệm huyết thanh học, đo dòng chảy tế bào. Thứ hai là PCR với các đoạn mồi khác nhau. Thứ ba là kỹ thuật công nghệ gen mới. Thì tùy thuộc vào cái kỹ thuật mà mình sử dụng mà kết quả đọc HLA nó sẽ được phân làm 3 mức độ phân giải. Đó là mức độ thấp, có nghĩa là mình quan sát được ở đại thể là kết quả là mình giúp mình xác định vùng DNA, có nghĩa là xác định là có hiện diện cái DNA đó hay không. Thứ hai đó là mức độ phân giải cao, là mình xác định được tập hợp của các alen mã hóa cùng một trình tự protein cho vùng của phân tử HLA, là giúp mình loại trừ được các alen không được biểu hiện dưới dạng protein bề mặt của tế bào. Còn ở mức trung bình thì nó phân loại được các alen trên gen và giúp loại trừ được các alen không liên quan. Thì mình xin nói về cái kỹ thuật huyết thanh. Thì kỹ thuật huyết thanh thì phổ biến nhất là người ta sẽ dùng là kỹ thuật đọc tế bào mà phụ thuộc cổ thể. Thì cái này thì cái thí nghiệm là người ta sẽ sử dụng cái huyết thanh của người nhận, sau đó thì người ta sẽ trộn vận lẫn với lại tế bào lympho của người cho và kết hợp thêm bổ thể, thường là người ta lấy từ nguồn là từ thỏ. Thì cái này theo cơ chế là sự kết hợp giữa kháng thể và kháng nguyên. Thì nếu như trong huyết thanh của người nhận mà có hình thành nên các kháng thể nó chống lại các HLA của cái tế bào trên tế bào lympho của người cho, và có dưới sự hỗ trợ của cái bổ thể, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là ly giải tế bào. Và mình đọc kết quả, nếu mà trên 20% mà cái tế bào bị ly giải thì đó là kết quả dương tính. Còn nếu như mà trong cái huyết thanh của người nhận không có kháng thể chống lại các tế bào lympho thì sẽ không xảy ra phản ứng. Thì cái thí nghiệm này nó sẽ cho kết quả nhanh, rẻ tiền và từng được xem xét là một xét nghiệm tầm soát trước ghép nhằm xác định tình trạng thải ghép sớm. Tuy nhiên thì kết quả thì nó chỉ có độ phân giải là thấp và khó loại trừ các trường hợp dương tính giả. Và đây là một cái hình ảnh ví dụ của cái thí nghiệm trên, thì là theo cái cơ chế mà mình đã giải thích. Thì nếu là có sự kết hợp giữa kháng thể trong huyết thanh của người nhận kết hợp với lại HLA trên tế bào lympho của người cho cộng với bổ thể thì sẽ ly giải. Và đây là cái phần trăm, cái hiện tượng mà mình quan sát được trên kính hiển vi, cái phần trăm mà tế bào ly giải để mình xác định mức độ dương tính của nó. Một cái thí nghiệm thứ hai cũng dựa vào cái kỹ thuật này, thì nó cũng giống với lại kỹ thuật huyết thanh giống hồi nãy, nhưng mà nó có bổ sung thêm là một cái chất mà gọi là chất huỳnh quang, nó sẽ gắn kết với lại các IgG của người. Thì khi mà có sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể thì cái chất mà cho gắn huỳnh quang này nó sẽ kết hợp với lại cái kháng thể gắn trên cái HLA của cái tế bào lympho người nhận, và sau khi mà cái hỗn hợp này qua một cái máy đọc thì nó sẽ phân tích, nếu mà phát hiện ra cái huỳnh quang này thì sẽ cho kết quả là dương tính. Thì kết quả cái xét nghiệm này thì là cho kết quả nhanh rẻ tiền, nhưng mà độ phân giải của nó cũng thấp. Và đây là cái sơ đồ mà giải thích cái cơ chế hồi nãy mình đã giải thích. Thì theo cái kỹ thuật xét nghiệm huyết thanh thì người ta cũng sử dụng theo một nguyên lý cơ bản là sự kết hợp giữa kháng nguyên và kháng thể, sau đó sẽ theo dõi sự biến đổi dựa vào sự ly giải, hoặc là người ta sẽ dựa vào cái máy phân tích cái độ phát huỳnh quang ra để người ta xác định là cái có dương tính hay không. Và một cái kỹ thuật cao hơn để xét nghiệm HLA đó là kỹ thuật PCR, làm nhân bản cái đoạn ADN đó lên, đồng thời là và nó khác nhau là giữa các đoạn mồi. Nếu mà sử dụng đoạn mồi là SSO thì đây là một đoạn oligonucleotide đặc hiệu, thì người ta sẽ dựa trên nguyên lý là lai giữa đầu dò DNA với sản phẩm DNA của mẫu xét nghiệm. Thì cái đầu dò này có hoặc không đánh dấu bằng huỳnh quang, thì trong đó các đầu dò DNA này nó sẽ được thiết kế đặc hiệu cho từng alen HLA với độ phân giải cao, và tùy theo cái mật độ huỳnh quang tương ứng thì qua hệ thống Luminex đọc và xác định được tên đầu dò đã gắn với chuỗi DNA của mẫu và kiểu gen của HLA tương ứng. Thì kết quả này nó sẽ có độ nhạy từ trung bình đến cao tùy thuộc vào cỡ mẫu, và cái xét nghiệm này thì rất là mắc tiền. Thì đây là cái cơ chế của cái đoạn mồi SSO. Thì đầu tiên á, là người ta sẽ chọn ra một cái đoạn đoạn dài DNA đích, và cái đoạn dài này người ta sẽ đánh dấu bằng và người ta sẽ đánh dấu bằng cách là cho gắn một cái đoạn mồi mà đã được biotin hóa. Thì cái đoạn mồi mà được biotin hóa này nó sẽ gắn thêm một cái chất là phytoerythrin, thì để đánh dấu thì đây là một đoạn DNA cần xác định. Sau đó thì sau khi nhân bản lên thì người ta sẽ cho những cái đoạn mồi nhỏ hơn
thì những cái đoạn màu này nó sẽ gắn với lại những cái vi hạt được đánh dấu màu, và nó sẽ gắn với lại những trình tự nucleotide thích hợp trên cái đoạn DNA dài đó. Và sau khi gắn phản ứng xảy ra thì người ta sẽ rửa, thì những đoạn màu nào không gắn thì ta sẽ đi mất, còn lại thì người ta sẽ cho cái sản phẩm này qua một cái máy lọc, và dựa vào cái mức độ phát sáng người ta sẽ định vị được cái vị trí của cái từng đoạn nucleotide trên cái đoạn DNA dài. Thì cái ứng dụng này người ta sẽ áp dụng trong kỹ thuật Luminex, thì đó là phương pháp là PCR với đoạn màu là SSO, là một sản phẩm sinh học người ta cần xác định. Người ta sẽ tách chiết ra đoạn DNA, phân tách ra DNA cần xác định, và người ta sẽ phóng lại cái DNA này lên kết hợp với lại đạn mồi có gắn protein, và cho vô một hỗn hợp có các vi hạt được đánh dấu màu. Thì sau khi mà các sản phẩm là cái đoạn DNA cần xác định đó, nó gắn với lại protein, và protein nó gắn với lại cái chất mà bioerythrin, thì nó khi mà nó đưa qua một cái máy đọc, nó chiếu các chùm laser màu xanh, thì nó sẽ xác định đọc kết quả đây là đoạn DNA cần xác định các trình tự nucleotide. Sau đó thì sẽ có một cái tia laser màu đỏ, nó sẽ đọc theo dựa theo cái màu sắc của cái vi hạt được đánh dấu màu, để người ta sẽ định vị được các trình tự nucleotide tương ứng với các đoạn mồi người ta đã tổng hợp trước đó. Còn một cái đoạn mồi thứ hai là người ta sẽ sử dụng, đó là đoạn mồi đặc hiệu. Thì cái sản phẩm khuếch đại đặc hiệu của HLA thu được nó sẽ là bằng kỹ thuật PCR, sau đó người ta sẽ cho cái phân tích bằng điện di để xác định loại HLA, thì cho kết quả nhanh, tuy nhiên thì có độ phân giải từ thấp đến cao. Thì cái đoạn này á, nó khác với cái kia là người ta sẽ cho các người ta sẽ trộn một hỗn hợp DNA, sau đó thì người ta sẽ cho vô là những cái đoạn mồi tương thích với lại những cái đoạn alen khác nhau, sau đó thì nếu mà cái đoạn mồi đó phù hợp thì nó sẽ tiếp tục phóng đại lên, sau đó thì người ta sẽ điện di để xác định là có hay không có. Còn một cái đoạn mồi nữa đó là gọi là SPT, thì cái đoạn mồi này là dựa trên kết quả giải trình tự gen của các vùng đa hình gen. Phương pháp này có thể cung cấp các đặc điểm của các alen HLA với độ chính xác cao, và tuy nhiên đó nó sẽ cho kết quả độ phân giải cao. Tuy nhiên thì kết quả rất là mắc tiền, và thứ hai là tốn thời gian, bởi vì cái đoạn mồi này nó sẽ được tổng hợp dựa trên các phân tích nghiên cứu để người ta tạo thêm một cái thư viện gen trước đó, sau đó thì người ta tiếp tục ta mới làm xét nghiệm. Thì đây là một cái hình ảnh để ta mô tả cái quy mô của một cái PCR mà xác định HLA, thì trong đó có kỹ thuật Luminex PCR SSO, thì mình tốn khoảng từ 5 tiếng rưỡi tới 6 tiếng để có kết quả. Tuy nhiên thì nếu mà sử dụng đoạn mồi SPT thì người ta phải một quá trình người ta phân tích xác định từng loại nucleotide để tạo thành một cái thư viện, xây dựng một cái thư viện gen, sau đó thì người ta mới tích hợp tạo nên các đoạn mồi thích hợp, rồi người ta mới nghiên cứu. Các bạn có thể tham khảo thêm ạ. Còn cái ngày nay thì người ta sẽ áp dụng cái kỹ thuật đó là phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới. Thì đây thì nguyên lý nó cũng giống với lại giải trình tự gen thế hệ cũ, là cũng sẽ dựa vào các gắn kết của các nucleotide dựa vào các đoạn mồi. Tuy nhiên thì cái này công nghệ này cho phép giải mã đồng thời hàng triệu DNA cùng lúc, qua đó giúp nâng cao hiệu suất của quá trình giải mã hệ gen người. Và công nghệ này nó sẽ giúp khắc phục một số nhược điểm của giải trình tự gen truyền thống, cho thời gian đọc kết quả nhanh hơn, dữ liệu đầu ra lớn, tiết kiệm chi phí và cho kết quả độ phân giải cao. Thì nguyên tắc chung của cái đoạn này thì vẫn dựa vào cái sự mà tổng hợp các đoạn mồi thích hợp để gắn tạo nên các PCR tương ứng. Thì đầu tiên người ta cũng là lấy một cái mẫu, sau đó thì người ta sẽ tách chiết cái đoạn DNA ra, và người ta sẽ dùng dưới tác dụng của cái sóng siêu âm hoặc các enzyme để người ta phân cắt bất kỳ cái đoạn DNA này ra. Sau đó thì người ta sẽ cho cái hỗn hợp này vô một cái chất, thì trong đó nó sẽ có các bộ tiếp hợp người ta gọi là các adapter. Thì đây là các DNA chuỗi kép đoạn ngắn và nó đặc hiệu cho từng đoạn mồi để người ta tổng hợp lên. Và sau đó thì người ta sẽ dựa vào cái điện di phân tích để người ta xác định được cái trình tự của các nucleotide trên cái đoạn ADN tương ứng. Dạ, phần trình bày của em tới đây là xin hết ạ. Dạ, em xin mời cô và các bạn ý kiến ạ. Các bạn Thiên Bích ha. Thì bây giờ cho cô hỏi là trong lớp mình có bạn nào là làm việc thiên về kỹ thuật xét nghiệm không? Chắc không có ha, học nội đâu ai học làm về xét nghiệm đây đâu đúng không?
Dạ chắc không có cô ơi. À Dạ. thì thôi cô cũng rất là khen ngợi các bạn cái đề tài đưa ra hơi khó, tại vì liên quan tới huyết học thì phải nắm được HLA là như thế nào. Và đây là một cái chuyên đề hồi xưa thì không có đưa vào, nhưng mà sau này thì đây là một cái công cụ để phục vụ cho điều trị bệnh lý huyết học, cho nên thì cũng cho các bạn nắm một cái khái niệm về nó. Thì cái bài trình bày của các bạn tuy rằng không có chuyên về xét nghiệm hay là về huyết học, nhưng mà các bạn đã trình bày cũng khá đầy đủ, từ định nghĩa cho tới cấu trúc gen phân tử cũng như ứng dụng lâm sàng và kỹ thuật chẩn đoán luôn, thậm chí không làm xét nghiệm nhưng mà phân tích về các kỹ thuật rất là sâu ha. Thì không biết là trong nhóm các bạn khác có ý kiến hay đặt câu hỏi gì thêm không trên cái bài phần bài của cấp hai hai bạn? À, nếu các bạn không có ý kiến á, thì để cô cũng nói thêm rõ một cái số ý như thế này. À, về cái phần mà định nghĩa hay về nói về cái cấu trúc cái gen MHC á, thì nói chung là ok. À, về cái ứng dụng lâm sàng á, thì bạn nói cũng cũng khá chính xác. Tuy nhiên á, là có một ý ở chỗ truyền tiểu cầu á, thì vấn đề truyền tiểu cầu á là mình thấy tầm quan trọng của nó đúng không? À, truyền tiểu cầu tìm HLA trước khi truyền, nhưng mà thực tế trong cái ứng dụng thực tế trong lâm sàng á thì nó lại không có ý nghĩa. Lý do tại sao? Tại vì á, là khi mình xác định ra HLA của cái người bệnh đó, của tiểu cầu đó đó, thì mình cần á, là cần lựa chọn cái người hiến có cùng HLA như vậy, nhưng mà mình rất là khó làm HLA của tất cả những người tình nguyện hiến tiểu cầu, bởi vì tìm cái tần suất mà mass của nó thì hiếm, mà mình người hiến tiểu cầu vô là nói chung mình còn bị khống chế bởi chi phí một cái túi truyền máu là quy định là cái túi tiểu cầu quy định là cái gì đó. Còn nếu mà mình làm một cái test HLA là mấy triệu cho một cái người hiến tiểu cầu, nhưng mà làm xong thì HLA của người đó là có thể được lưu giữ lại đi, nhưng mà cái người hiến tiểu cầu đó có khi á, là khi có một cái người bệnh có cùng cái HLA đó để cần truyền đúng cái loại HLA thì cái người đó lại không đi hiến tiểu cầu được, giống như kiểu hiến cầu một lần gì đó, không phải là người hiến thường xuyên thì cũng khó. Có một cái đợt đó là bên chuyên về huyết học, đa phần thì chuyên về huyết học thì các thầy cô khi mà thấy có cái ca nào gọi là kháng tiểu cầu á, thì cũng mong mỏi là tìm được một cái người hiến tiểu cầu có cùng cái HLA để hạn chế cái nguy cơ là cái người bệnh nhân có cái kháng thể kháng lại tiểu cầu của cái túi tiểu cầu đó. Tuy nhiên sau khi mà một thời gian triển khai làm HLA trên cái người hiến tiểu cầu á, thì hầu như là vô nghĩa, tại tìm ra một cái người phù hợp không ra được. Cho nên nó là cái việc mà làm kháng cái HLA của người hiến tiểu cầu coi như là không có triển khai. Cái thứ hai nữa là trong cái ghép, liên quan tới cái ghép á, thì đối với ghép của trong bệnh lý huyết học á, như là ghép tế bào gốc á, thì mass là 6 ha, 6 thông số như bạn nói, A B C D R D Q D B ha. Nhưng mà dạo gần đây á, thì có một cái xu hướng gọi là coi như là chỉ chọn lựa là phù hợp 50% thôi, rồi là không có phù hợp 100%. Thì khi cái cách ghép đó đó, người ta sẽ dùng thêm cái nhiều sự trợ giúp về ức chế miễn dịch của cái người mà bệnh nhân trước khi ghép và sau khi ghép, người ta theo dõi rất là chặt chẽ. Thì bệnh viện truyền máu huyết học cũng đã ghép thành công một số ca, người ta gọi là haplo đó. Còn về ghép thận thì ghép thận á, thì giống như bạn nói là trước tiên là cũng phải sàng lọc nhóm máu IBO, sau đó là ABDR. Ngoài ra thì người ta làm thêm một cái phản ứng chéo. Phản ứng chéo này có hai cái cách chọn lựa, là một cái dạng mà nuôi cấy hỗn hợp như bạn nói là lympho người nhận với lympho người cho, hoặc là phản ứng chéo bằng cách huyết thanh học, hoặc là như bằng cái flow. Thì nhân nhắc đến chuyện mà ghép thận hay phản ứng chéo này á, thì cô xin đính chính là cho các bạn trong cái nội dung trình bày của các bạn á, thì dễ thông cảm là các bạn cũng không phải là chuyên ngành về cái này, cho nên cũng
chưa có hiểu chính xác lắm những kỹ thuật nói được kỹ thuật hát là A, thì bạn phải nghĩ là hát là A mình đang nói tới, nói đến gen, nói đến kháng nguyên. Thật ra những kỹ thuật xác định hát là A mà hiện tại mà mình biết được từ trước đến nay á, là cái phương pháp bài viết thanh học là đúng, nhưng mà không phải là cái phần trình bày như phần trình bày của các bạn. Chút nữa cô sẽ nói rõ sao. Cái phương pháp thứ hai á, là PISA. Thì PISA ở đây á, là PISA có thể là từ SSO, SSB, SSOB, đó tùy theo cái loại mà mình dùng mồi như thế nào thì người ta đặt tên theo như vậy, SO, SSB. Còn cái thứ ba nữa là giải trình tự. Giải trình tự thì có SBT hoặc là hiện tại là NGS. Ở kỹ thuật huyết thanh học á, thì ở phần trình bày của bạn á, kể cả kỹ thuật huyết thanh học hay là kỹ thuật dòng chảy của bạn đang trình bày ở đây là gọi là phản ứng chéo. Phản ứng chéo bằng kỹ thuật huyết thanh học và phản ứng chéo bằng flow, chứ không phải là kỹ thuật huyết thanh học để xác định gen H là A ha. Các bạn phải hiểu rõ chỗ này. Phản ứng chéo này lý do tại sao khi ghép thận cần, mặc dù phù hợp H là A nhưng mà mình chỉ ở ghép thận ta chỉ đối chiếu là ABDR, nhưng mà đối với bệnh nhân ghép thận có thể là do cái đặc thù bệnh lý hay sao thì tại cô không chuyên ngành của cô. Tuy nhiên là chỉ định trước khi ghép có phù hợp rồi người ta vẫn làm cái phản ứng chéo này. Và phương pháp người ta thường dùng như ở bệnh viện 115 là người ta dùng cái nuôi cấy như bạn nói, là cái lymphocyte của người hiến với lại huyết tương của bệnh nhân, và người ta cảm thấy nếu mà người ta phát hiện ra có sự ly giải thì coi như là không phù hợp. Tuy nhiên đó là ngoài cái cách huyết thanh học đó thì dùng flow, dùng luật flow thì chân nguyên tắc là dùng cái kháng thể bắt cái kháng thể của HLA, có nghĩa là anti HLA antibody. Nếu mà cái lympho của cái người cho đó mà gặp cái huyết tương của bệnh nhân, huyết tương bệnh nhân đang có sẵn kháng thể, có nghĩa là mặc dù mình thấy phù hợp rồi nhưng mà mình làm cái bước này trước khi ghép nè, thì cái kháng thể đó sẽ bắt cái lympho của người hiến. Thì sau khi bắt đó thì sẽ không thấy được bằng mắt thường hoặc không đo được bằng flow, bạn phải dùng một cái gọi là cái human IgG nữa, sẽ bắt và nó dùng chỉ thị màu gắn trên cái human IgG này. Thì khi có phản ứng kháng nguyên kháng thể thì cái human IgG này sẽ bắt trên cái phức hợp kháng nguyên kháng thể đó và dùng chỉ thị màu sẽ qua cái dòng chảy của flow cytometry, mình sẽ nhận diện được là đánh giá được cái tỷ lệ dương tính. Đã có nghĩa là phản ứng chéo dương tính thì có nghĩa là trong tồn tại trong huyết tương của bệnh nhân có kháng thể chống lại kháng nguyên H là A của người hiến, thì mình không sử dụng cái người hiến này để ghép, mặc dù là phù hợp H là A đó ha. Ý nghĩa của cái chuyện mà bạn trình bày chỗ crossmark là như vậy. Bạn nhớ crossmark tức là phản ứng chéo, và phản ứng chéo này là phản ứng chéo trước khi ghép tạng, đa phần là ghép tạng. Còn ghép nhưng mà ghép tủy, ghép tế bào gốc tạo máu thì người ta không dùng cái kỹ thuật crossmark này. Còn nếu mà nói về kỹ thuật huyết thanh học để xác định H là A đó, thì cái cách làm của người ta là người ta dùng một cái led, trong cái led đó cũng gắn cái anti ha. Nhưng mà cái anti đó là cái anti chống lại cái từng loại H là A mà đã biết, chứ không phải là cái cách thức như là cái H là A huyết thanh học mà Rosmart như bạn mà trình bày. Ở đây cô không có hôm nay. Tôi buồn quá, cô quên download cái file của cô về để chiếu cho các bạn. Để cô nói đi. Để cô nói về cái vấn đề crossmark thì các bạn nắm được không? Các bạn có rõ về cái vấn đề crossmark chưa? Mình xong phần nào mình nắm được phần đó. Cái ý nghĩa của phản ứng chéo trước khi ghép thì các bạn nắm được chưa? Còn có gì thắc mắc về chỗ đó không? Dạ không ạ. Hiểu rõ ha. Yeah. Nói đến huyết thanh học và crossmark thì hiểu nó không phải là để xác định H là A đâu ha. Rồi cái phương pháp mà để xác định H là A của huyết thanh học á, là mình dùng cái plex, trong cái plex đó cũng gắn sẵn kháng thể. Cái này cũng tương tự như là cái nguyên lý của flow vậy đó, nhưng mà plex này gắn sẵn những kháng thể rồi, ví dụ như là anti H là AB27 antibody. Nếu mà cái H là cái kháng nguyên mà của cái người mà mình cần xác định H là A mình cho vô đó thì cái này nó sẽ bắt bắt cái kháng nguyên này ha. Thì nó sẽ có
và sau đó nó sẽ bắt cái màu nhuộm, thì nó sẽ mình thấy cái màu nhuộm đó thì mình kết luận là có dương tính với HLA-B27 là cái phương pháp này. Nhưng mà cái cách này á, thì người ta không có hồi xưa thôi chứ còn bây giờ người ta không có dùng nhiều. Sau này á, cho những năm khoảng tầm khoảng 2005 2006 á, thì ở Việt Nam mình vẫn còn dùng cái phương pháp là đã dùng cái phương pháp PCR-SB, cô chính là người triển khai cái đó cho ở bệnh viện truyền máu học. Nhưng mà tới những cái năm là năm 2000 vừa rồi là 2017 2018 á, thì bắt đầu triển khai cái phương pháp HLA bằng NGS, cái phương pháp PCR của SO hay SB nó trở nên lỗi thời lạc hậu rồi. Thành ra cái phương pháp bây giờ HLA người ta dùng NGS thôi, không dùng huyết thanh học nữa. Tại vì là nó rất là giới hạn. Cái phản ứng mà các bạn biết là chân nguyên nguyên tắc huyết thanh học thì sao bằng cái gen được. Mà gen đó là mình dùng NGS là như nãy bạn đã trình bày rất là đúng á, là như là khuếch đại cùng lúc nhiều gen, còn hơn là bắt từng cái này làm như là một cái kháng nguyên, một cái protein, thì nó không thể nào so sánh với sinh học phân tử được. Không. Mà một cái lý do nữa để cho các bạn đánh giá được cái vấn đề á, mà ý nghĩa là tại sao là mình lại chọn lựa càng ngày càng phương pháp càng sâu, thì nếu mà các bạn nào trên nội khoa thì mình cũng sẽ biết được, mà mình ứng dụng đến cái vụ ghép thận mà mình phải biết được vấn đề là ghép thận thì mình dùng HLA. Thì khi mà các bạn đọc HLA, các bạn phải biết được cái danh pháp HLA. Ở đây bạn thiếu trình bày HLA, mình có thể là HLA, ví dụ như HLA rồi sao 02 rồi 2 chấm 101 nữa chẳng hạn, rồi 2 chấm, rồi 01, 2.02. Nó có thể là đến thứ tự là bốn cái vùng sau cái chữ HLA. Thì bốn cái vùng đó ý nghĩa là như thế nào? HLA là cái tên của cái gene đó rồi ha, hồi xưa ta gọi là cái gene HLA chứ ta không dùng MHC. Rồi đến cái A là cái gene A. Rồi cái đến 02 tức là nó nói đến alen. Alen mà nếu các bạn dùng phương pháp huyết thanh học thì các bạn chỉ phát hiện tới đây thôi à, HLA-02 thôi, hoặc là HLA-B27, HLA-B40. Các bạn không thể nào phát hiện đến cái vùng thứ hai là HLA-A02 rồi 101 phía sau. Cái field thứ hai là dùng 101 đó là đề cập tới gọi là specific HLA protein, tức là protein đặc hiệu của HLA đó, ở mức độ này đó, là ở mức độ này á, thì có thể là PCA, SSO, SSB hoặc là SSOB á, là có thể phát hiện được ra được ở đến cái mức độ field 2 này. Nhưng mà đến cái mức độ mà field 3 này á, thì chỉ có cái giải trình tự mới phát hiện ra được thôi. Cái này là nó field 3 đến field 4 thì nó chỉ mức độ biến đổi nucleotide, làm thay đổi luôn cái trình tự cái vùng gen mã hóa và không mã hóa của protein HLA này đi rất là sâu. Và nếu mà chúng ta tìm ra khi mà chuẩn bị mà ghép tủy á, ghép tế bào tạo gốc á, tế bào gốc tạo máu á, thì càng mass càng đến cái field 3, field 4 này á, thì tỷ lệ mà chúng ta ghép thành công càng cao, tại nó mass rất là sâu. Căn cứ theo mà cái phương pháp mà cái danh pháp này đến cái phương pháp định danh HLA thì người ta có quy định ra các mức độ để gọi là độ phân giải của cái việc pháp phương pháp định danh HLA hoặc là xác định HLA. Thì cái mức độ mà chỉ phát hiện ra được cái A02 serology huyết thanh học đó thì người ta gọi là độ phân giải thấp. Một số trường hợp mà cái kỹ thuật của SB, SSOB không cao á thì cũng chỉ phát hiện ra tới mức độ A02 thôi. Còn mức độ mà nếu mà kỹ thuật nào mà làm chuẩn hoặc là có những cái kit mà làm tốt hơn á thì SSB, SSOB hay SSOO là gọi là mức độ là độ phân giải trung bình, intermediate. Còn cao hơn nữa gọi là high resolution hoặc là mức độ alanine thì là phải giải trình tự SPT hoặc là NGS. Đó là nói đến các bạn, đề cập đến các bạn là lý do tại sao mình chọn lựa cái phương pháp NGS là cái cuối cùng, và phân biệt giữa phương pháp huyết thanh học và phương pháp SO như thế nào và giải trình tự như thế nào ha. Các bạn chỗ cái phần mà các danh pháp như là các phương pháp định danh HLA này, các bạn có gì thắc mắc không, có gì chưa rõ không?
hơi dở là cô không có cái file đây để cô chia sẻ cho các bạn, nhưng mà cô trình bày vậy, các bạn có điểm nào không nắm được không, các bạn cứ đặt câu hỏi đi. Mình nắm được cái này là mốt mà có cái ca ghép gì thì mình biết cách đọc hát là A. Cô chỉ mong mà qua cái bài này các bạn không phải chuyên, nhưng mà các bạn nhìn đến một cái kết quả hát là A là các bạn biết à đây kết quả hát là A vậy, có ý nghĩa vậy, nhìn cái kết quả này là biết làm bằng cái phương pháp gì là đủ. Các bạn có câu hỏi gì không? Chỗ phần này không, hôm qua qua tiếp. Dạ không thưa cô. Nắm được rồi ha. Rồi cũng khen luôn nãy bạn trình bày là cô thì cứ tưởng là các bạn chỉ trình bày được MHC1, MHC2 mà bạn cũng đề cập đến MHC3 được, thì nói chung là có tham khảo tài liệu rất là đầy đủ ha. Trong cái quá trình đi làm việc ở tại các bệnh viện á, các bạn đã từng đọc qua kết quả HLA nào chưa? Các bạn nào đọc qua chưa? Các bạn khác đi, các bạn nãy giờ nằm trong nhóm lớp nhiều lắm mà, 18 người mà sao không thấy cái không có một cái action nào hết trơn nhỉ? Chưa cô ơi, hồi xưa bây giờ chưa có đọc lần nào hết trơn. Chưa có tham gia hoặc là chưa có tiếp cận đến cái ghép hả? Dạ chưa. Thôi thì nếu vậy á, thì nếu các bạn không có đặt câu hỏi gì thì cô tóm lược một cái điểm cho các bạn cần nhớ cái điểm này thôi. Là H là A như phần trình bày của cái bài của các bạn là về cái phần định nghĩa hay là cấu trúc gen, ok rồi. Về cái phần danh pháp là các bạn phải nhớ được là cái tên của nó là H là A chẳng hạn vậy. Và sau đó có bốn cái field, bốn cái vùng ha. Nếu mà bạn nào xin thì ghi lại để lần sau mình gặp nói cô Vân dạy rồi, thôi cô Vân dạy rồi không không biết đọc cái này là mệt à. Thì bốn cái vùng đó, cái vùng đầu tiên á là dù A 02 thì cái 02 đó là nhóm alen ha. Cái vùng thứ hai ví dụ như là A 02 101 thì cái 101 đó là cái siêu 2, là chỉ là các nhóm alen chỉ định là tuần tự các nhóm alen mới được phát hiện là chi tiết hơn. À, còn cái phiêu 03, phiêu 3 và phiêu 4 phía sau, ví dụ như A02, 101, rồi 01, rồi 02 nữa chẳng hạn vậy, là những cái biến đổi nucleotide làm thay đổi trình tự gen mã hóa và không mã hóa của HLA. Đó là về danh pháp HLA. Cái thứ hai là về phương pháp định danh HLA. Thì mình có ba cái thức làm là serology, PCR và giải trình tự. Đối với cái phương pháp định danh HLA thì người ta chia theo cái mức độ phân giải của phương pháp định danh HLA. Độ phân giải thấp là gồm có huyết thanh học là serology, SSB, SSOB ha. Còn độ phân giải trung bình là có SSB, SSOB, và độ phân giải cao hay là độ phân giải đến mức độ alen là giải trình tự SBT hoặc NCS. Đó, các bạn nhớ như vậy. Được chưa? Đối với ghép tủy thì người ta chỉ có chọn lựa HLA phù hợp hiện tại là tới 6 ha. Trên cái gen MHC1 và 2. Còn đối với ghép thận thì ABDR, và sau khi chọn lựa phù hợp ABDR người ta thực hiện phản ứng chéo gọi là HLA roadmap. Rồi cái phương pháp thì đúng hai phương pháp các bạn trình bày trong phần của các bạn là phương pháp của roadmap đó, là serology và flow. Nhưng mà hiện tại là chỉ làm có phương pháp serology thôi, ngay chợ rẫy cũng làm phương pháp serology thôi, chứ không cũng không ai làm cái HLA roadmap bằng flow hết. Nhưng mà nếu mà ai mà hồi đó là cô cũng đã có đề nghị bên đó làm rồi, tại trường máu học không có nhu cầu. Nếu mà làm phương pháp bằng HLA roadmap bằng flow thì cực kỳ đơn giản và dễ làm, đọc kết quả không có bị cái chủ quan, khách quan hơn là cái phương pháp bằng serology nhiều. Rồi, nắm được hết không? Có bạn nào không nắm được không? Mạnh dạn giơ tay lên.
Rồi, các bạn còn có câu hỏi gì thêm không? Dạ, cô cho em hỏi. Rồi, mời em tên gì? Dạ, em tên Lâm Phú Quý cô. Nhóm câu 1 năm 2. Ừ, cô, như nếu mà những khi mà cái HLA này cô mà như nó tương thích cao đến cỡ nào thì sau khi cái ghép của cô là bệnh nhân đều phải uống những cái dùng những cái biện pháp chống thải ghép không cô, là dùng suốt đời em đang nói ghép thận họ hay ghép máu? Dạ em đang nói đến ghép thận hoặc là ghép tủy cô. Cái đó là trên nguyên tắc là vẫn mà phải uống hỗ trợ để phòng ngừa cái phản ứng chống thải ghép, tại dù sao dù phù hợp HLA đi nữa nhưng mà đó cũng là một cái kháng nguyên lạ từ bên ngoài đưa vô, cũng không phải chính kháng nguyên HLA của người đó. Hiện tại ở mức độ mà phù hợp đến 6 mà phù hợp mà làm HLA ACS thì cái mức độ thải ghép thì nó giảm đi rất là nhiều. Tuy nhiên là một số nơi hiện tại nhiều máu học thì đã sử dụng ACS rồi, một số nơi khác thì không làm tới mức độ ACS đâu. Cho nên ví dụ như ở bên Chợ Rẫy thì hiện giờ theo cô được biết thì vẫn làm cái SSO á, cho nên nó là mình không chọn lựa, nói nguyên tắc là mask, nhưng mà mask cho đến cái giới hạn của kỹ thuật mình sử dụng chứ không phải là mask hoàn toàn, cho nên vẫn có khả năng đó là một cái kháng thể lạ là vẫn tạo ra một cái phản ứng miễn dịch để chống lại cái vật thể lạ đó, cho nên mình phải hỗ trợ thêm với thuốc chống thải ghép. Dạ. Thậm chí là người ta còn một cái kỹ thuật nữa còn chưa đề cập đây các bạn, là cái kỹ thuật mà đo cái kháng thể nha, đo cái nồng độ kháng thể chống lại cái HLA đó trong cái cơ thể người này. Nhưng mà mình ở đây mình không có làm, như bên Nhật là họ có làm. Rồi các bạn có câu hỏi gì thêm không? Dạ, cái kỹ thuật mà hiện tại mà ở Việt Nam mình, ở mấy trung tâm miền Nam thôi cô, là NGS là chỉ có mình bên Quý Học thôi cô, chứ mấy trung tâm khác đều không có. Ở bên trung tâm sinh học phân tử của Đại học Y Dược á, là hồi rồi họ có làm cái đề tài cấp thành phố ở Sở Học Công Nghệ, là họ có triển khai HLA bằng NGS. Nhưng mà họ ứng dụng vô trong làm xét nghiệm cho bệnh nhân thì không có, giá thành nó rất là cao, tính lên đến mấy chục triệu. Nếu mà làm HLA bằng phương pháp SO như bệnh hồi trước bệnh viện Mã Học làm chi phí tầm khoảng 12 triệu. Nhưng mà chuyển qua NGS là tầm nếu mà giá mà chưa có lời, có nghĩa là chưa có lời tính lời hết trơn là tầm khoảng 20 mấy triệu á. Đó, cho nên chỉ trừ những trường hợp nào ví dụ như một người bệnh vô mà có dự tính ghép thì làm cho cái người bệnh đó là bằng phương pháp ACS, rồi những cái người nhà mà tính có như thường mình chọn là chọn người nhà thôi, chứ người xa lạ vô thì càng cái khả năng mà phù hợp thì càng khó, cho nên làm người nhà thì đa phần làm bằng kỹ thuật SO trước, mà thấy người đó là mask tương đối rồi thì mới làm tiếp cái SS. Ủa em có phần trình bày này, em có trình bày này hả, em mới thêm? Dạ em mới thêm, dạ, mới thêm. Nhanh quá à. Đó đó thì làm SO trước rồi sau đó mới làm cái NGS, thì NGS thì nó sẽ phân tích sâu hơn để cho chọn cái người phù hợp hoàn toàn. Nhưng mà ở bên bên bệnh viện truyền máu học còn một cái cách ghép nữa là ghép tự thân đó. Có nghĩa là lấy tế bào gốc của chính người đó ra rồi sau đó là đánh tế bào, diệt tế bào ung thư hết trên máu trong tủy, rồi xong rồi bắt đầu ghép lại cái tế bào của chính người đó, thì cái nguy cơ mà thải ghép là nguy cơ về phản ứng dịch đó là không có gặp. Dạ. Nói chung là rất là nhiều cách ghép. Dạ. Nhưng mà cái cách mà cô nè, bạn này rất là nhanh, đưa luôn danh pháp bác la nè. Đó bây giờ nè, bây giờ là người ta mới tìm ra tới cái cô nói à, bây giờ khoa học càng ngày tiến bộ, bây giờ người ta nói đến siêu 3, siêu 4 à, vùng 3, vùng 4. Cái sau này càng ngày cái phân tích NGS hoặc là cái hậu của NGS nữa, cái kỹ thuật xịn hơn nữa, người ta phát hiện ra thêm một cái đoạn phía sau nữa chẳng hạn vậy. Thì chứng tỏ là mức độ mask càng sâu hơn, giống như câu hỏi của em đó là
bản thân mình tìm tới dù như ác là A02101, mình thấy phù hợp rồi mình ghép cho người ta, nhưng mà khúc phía sau này đâu có phù hợp, tức là cái gen này cũng không phải là gen giống hoàn toàn của cái người bệnh nữa đó, cho nên là vẫn phải có cái phản ứng miễn dịch, không thể nào không có được. Dạ em cảm ơn cô. Rồi. Các bạn có câu hỏi gì thêm không? Là đi chống dịch hết hả? Có ai đây không đi chống dịch được ở nhà ngồi nghỉ không? Có bạn nào không đi chống dịch không? Xung phong giơ tay lên đi. Để cô giới thiệu cho tham gia chống dịch với nhà trường. Bây giờ không đi hình như cũng vô đội đó từ xa hết rồi cô ơi. Vậy hả? Về quá tốt. Nói chung là trong trong cái tình hình này nếu mình không trực chiến thì mình cũng từ xa, chứ là bác sĩ mà mình ngồi ngoài cuộc chiến thì nhiều khi mình cũng thấy buồn. Rồi nếu các bạn không có câu hỏi gì thêm đây, mà sau này có câu hỏi thì cứ liên hệ với cô ha. Thông tin lớp nhận được chưa? Sao cô có gửi cái bản lịch học, số điện thoại, email này nọ của cô cho lớp này mà lớp này không nhận được hả? Có cô. À, thì đó, nếu có cần gì thì cứ liên hệ trực tiếp với cô để hỏi thêm ha. Rồi. Dạ. Bài hôm nay lớp muốn mấy điểm? 8 điểm được không? Em muốn nhiều hơn? Rồi thôi, vậy thôi chúng ta nghỉ ở đây ha. Dạ. Rồi, chúc các bạn mạnh khỏe, bình an ha. Dạ. Em chào cô. Cảm ơn. Rồi, chào các bạn. Em cảm ơn cô. Em chào cô.